Cuộc thi chạy cung đường mùa xuân là hoạt động cộng đồng truyền tải các thông điệp về sự sẻ chia công việc chăm sóc không được trả công và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Canada thông qua tổ chức Care. Đây là giải chạy tiếp sức thu hút 56 cặp vợ chồng tham gia. Tổng quãng đường mỗi cặp vợ chồng phải hoàn thành khoảng 5 km. Cuộc thi chia thành 3 lượt chạy. Trên cung đường chạy có 10 điểm tiếp sức. Trên đường chạy các cặp đôi chạy cùng nhau, nhận cờ tại điểm tiếp sức, duy trì chung một tốc độ và cùng nhau về đích. Các cặp đôi được xếp hạng theo thời gian hoàn thành cự ly chạy. Kết thúc giải chạy, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vợ chồng có thời gian chạy ngắn nhất, trao 2 giải phụ cho cặp đôi lớn tuổi nhất và cặp đôi nhỏ tuổi nhất. Cùng với đó trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho đội thi có nhiều cặp vợ chồng đạt giải. Dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số có mục tiêu nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số với các hoạt động chính tập trung vào việc thúc đẩy quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào các hoạt động kinh tế được trả công. Dự án được thực hiện tại 3 xã của huyện Tam Đường gồm Bình Lư, Bản Bo và Thèn Xịt.